Phần 2 Ngọc Lộ Kim Bàng tiếp theo. Hãy mau tỉnh thức mộng trường, lên bờ bể ngạn tầm đường siêu sinh. Nghe thiết giáo giật mình hối ngộ, tàn linh căn thố lộ tâm tư. Đê đầu bá bái lão sư, cầu xin diệu pháp tận trừ bi tân. Đức hoàng cực chủ nhân vội vã, bảo linh căn bước cả lên bè. Dứt đi đồ vật xua xe, chớ nên luyến tiếc e dè mạng nguy. Muốn chân tánh tách ly biển nghiệt, hãy đồng thanh chống chiếc bè duyên. Ghé vào bến giáp an nhiên, đến ao thất bổ nước tiên trong lành. Hầu tắm rửa căn xanh sạch sẽ, gọi tinh thần mát mẻ khỏe lòng. Gia tăng nghị lực vô song, nương từ thoàn vượt qua sông Nại Hà. Viếng quang cảnh diềm già thơ mộng, núi ngũ hành phổ động cửa tiên. Quy linh rực rỡ diệu quyền, là nơi thần thánh Phật tiên hội đàm. Đài thất bổ bao lam cao rộng, hoàng cực ngồi trỗi giọng thanh bay. Gọi tàn linh nhũ bảo ngay, các ngươi tỉnh ngộ toan quầy hướng tu, thì phải vẹt ngút mù đen tối, dứt ái ân tìm lối nhiệm màu. Để tâm thanh tịnh nguyện cầu, đức tin trụ vững mới hầu cao thâm. Đạo ta bốn phương châm hiệu lực, tịnh động và lưu thuật hiện hành. Tàn linh nghe nói hỏi nhanh, thuật lưu động tịnh hiện hành là sao? Xin chư lão giải mau rành mạch, cho chúng tôi minh bạch tận tường. Để rồi chọn lấy con đường, hợp tình hợp cảnh lo phương tu trì. Chủ nhân nói vậy thì quý quá, mừng các người nay đã định thần. Lắng nghe ta giảng giải phân, ngõ hầu tìm hiểu lý chân Phật điều. Thật là phép trừ yêu trục quỷ, bệnh nhân đang lâm lụy hải kinh. Tà ma khuấy nhiễu lộng hình, thì đem phép thuật cao minh trị rầy. Lưu quá khứ vị lai thấu triệt, toán vận thời hung kiếp rủi mai. Thiên cơ nói trước chẳng sai, việc làm lương thiện ra tày giúp dân. Động có nghĩa xả thân cầu đạo, noi chân truyền tam giáo cảnh tinh. Bồi công lập đức quên mình, sớm chiều chuông mỏ kệ kinh nâu sòng. Chung quy cõi non bồng phục đáo, thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi. Thiên đình dành sẵn vị ngôi, tùy theo công đức để rồi thưởng ban. Tịnh là tiến lên đàn chánh đại, lánh cuộc đời khổ hải phù qua. Thân phàm ký gửi Phật gia, tồn tâm trụ tánh lánh xa bạo tàn. Chăm hái đủ 3000 quả giác, lưu hậu lai chẳng phát xuất ra. 800 hạt giống thiện hòa, đem gieo khắp cõi ta bà thế gian. Cảnh tay trước sen vàng nở rộ, đức Như Lai Phật tổ điểm danh. Những người đứng bậc trọn lành, chí công học đạo tuân hành luật thiên. Được chiếu triệu về miền cực lạc, khỏi trầm lưng giàu dạc ái hà. Chẳng còn đọ xuống diêm la, thông dong tự tội nhàn ca muôn đời. Nghe hoàng cực phân lời cạn lý, tàn linh căn nhất trí đồng lòng. Chúng tôi nguyện học tịnh công, dù bao thử thách vẫn không nại hà. Chủ nhân nói đạo ta sơ khởi, dình tam quy ngũ giới tương đồng. Các ngươi muốn học tịnh công, trước tiên phải dẹp trống không tâm phàm. Của bất nghĩa đừng giam vào bụng, xuất ngôn từ chớ dụng điêu hoa. Thế tình vạn sự phôi pha, Phật tâm thọ giáo thì ta ban truyền. Các ngươi rất may duyên hữu phước, đại đạo khai nhằm lúc đời cùng. Trần gian biến chuyển hải hùng, phong ba nổi dậy hành hung tơi bời. Các người được ta thời diều hộ, đưa lên thuyền phổ độ an nơi. Trì tâm bình tĩnh thảnh thơi, rèn thanh huệ kiếm dứt rời trái căn.
lòng nhất quyết tầm phăng nguồn cội, được chí tôn xá tội tiền khiên. Kỳ ba phản bổn hồi nguyên, trường sanh bất tử an nhiên cõi đời. Tàn linh nguyện vâng lời từ đấy, rửa lòng thì sở cậy lao sư. Ngặt điều phá bụng chỉ ư, đau không chịu nổi bấy chừ làm sao. Hoàng cực nói sợ đau như thế, đạo cao thâm khó thể đạt thành. Tam nguyên chậm bước đã đành, trễ kỳ đại hội căng sanh đỏ trần. Tàn linh cuối mặt thầm suy nghĩ, bỗng có người lanh trí tỏ bài. Rằng ta muốn thoát kiếp đài, chịu đau một chút tẩy rầy bợn nhơ. Nếu lần lựa qua cơ hội tốt, vì sợ đau hẹn mốt hẹn mai. Chuỗi thời gian chẳng đợi ai, tuổi đời chồng chất kề rầy tử vong. Chân hồn bị cùm gông trăng trối, chịu cực hình thử hỏi đau không. Chi bằng tu niệm cho xong, thuận tùng thiên lý cõi hồng lưu danh. Mọi người hiệp đồng thanh tương ứng, cầu lão sư phá chứng suy mê. Chủ nhân đứng dậy chỉnh tề, bàn tay thiên sứ toan bề thực thi. Lấy vật báo bằng thì cái bát, trông giống hình giống tạc hoa sen. Cao chiều khí độc thâm đen, bám trong bụng dạ trèm lèm chỉnh ghê. Chất độc chảy tràn trề xuống đất, dù cỏ cây vạn vật muôn loài thấm vào cũng sẽ chết ngay. Tàn linh nhìn thấy châu mài thở ra, bèn vội hỏi sao mà độc vậy. Chủ nhân rằng độc ấy lòng phàm, gian hoa chứa chất hiểm nham, sát nhân đắc lợi dám làm chẳng tha. Tàn linh hỏi sao mà đen vậy. Hoàng cực bèn phải quấy phân minh. Thánh nhân truyền giáo sách kinh, rằng là hải biến quá xanh lòng phàm. Tàn linh hỏi ai làm công quẹo, giờ lão sư phải kéo ra ngay. Chủ nhân vui vẻ giải bài, lòng người tà vại do rầy tham si. Tàn linh hỏi vật chi trong đó, hoàng cực rằng gồm có thất tình. Hiệp cùng lục dục nảy sinh, tham sân ái mộ bất bình gây nên. Xuống địa ngục mang lên ngạ quỷ, bởi sanh tiền ích kỷ hại nhân. Không kiên trời Phật thánh thần, lục căn nhiễm tục lục trần cuốn lôi. Nghe hoàng cực khúc nôi diễn tả, khiến tàn linh sợ quá hỏi rằng: lòng người đọc đến thế chăng, làm sao trừ tuyệt gốc căn thưa thầy. Hoàng cực nói ta đây có cách, dùng phép màu khử sạch từng người. Nhưng điều cần thiết các ngươi, chịu đau một chút đọt mười điểm thanh. Dứt lời vội thi hành trách nhiệm, ngài dùng cây huệ kiếm trừ tà. Lấy bồn nước mật ba la, rửa trong ngũ tạng kéo mà thẳng ngay. Sắp để lại y rài chỗ cũ, đem treo ngoài động phủ quyền linh. Nhờ vần nhật nguyệt chiếu minh, xóa tan trượt chất phát sinh bồ đề. Nguyên thần phối hợp về nhất khí, cũ khiếu khai huệ trí minh thông. Tàn linh muôn đội ơn lòng, lại cầu sư lão ra công chỉ truyền. Chủ nhân nói cứ yên tâm trí, chớ thiết tha nài nỉ rộn ràng. Hãy đem túi vạn thiên nan, với cùng tám món báo toan sức trình. Để ta được chứng minh báo vật còn vẹn nguyên chẳng mất món nào. Sẽ truyền chân lý thanh cao, thiên tùng nhân nguyện đặng vào hội thi. Nếu như để mất đi món báo, thì khó mong đọt đạo siêu sinh. Tàn linh nghe nói giật mình, lắc đầu le lưỡi lặng nhìn lẫn nhau. Hoàng cực bảo khá mau bày tỏ, báo vật xưa còn có nhớ chăng. Tàn linh đồng khóc thưa rằng, khi rơi dục hải lỡ quăng hết rồi. Sóng biển nghiệt cuốn trôi mất cả, giờ ăn năn tội quá vô minh. Chúng tôi khẩn khoản van xin, lão sư mở lượng nhiêu sinh một lần. Truyền đạo pháp hồng ân bố quá, chúng tôi nguyện giữ dạ rau tương. Trao dồi thanh chất thiện lương, nâu sòng đạm bạc lập trường tu chân.
Hầu đáp bạ công ơn sư lão, đối thương tình phổ giáo chúng tôi. Chủ nhân bèn nói được rồi, các ngươi tự giác phục hồi thiện căn. Tám món báo lỡ quăng dục hải, ta vớt rồi để lại từ thòn. Các ngươi bỏ thói tà gian, thì ta cho lại khá toan trọn dình. Phải tuân nghiêm minh đại đạo, bác bổ nan của báo cao thâm. Đừng làm mất nữa đọ trầm, tàn linh nguyện sẽ nhất tâm giữ tròn. Nghe hoàng cực nói còn báo vật, tàn linh căn lòng rất vui mừng. Những mong đạo đức thấm nhuần, chúng tôi gắn tập tánh thuần tâm lương. Chủ nhân nói con đường thập ác, trước các ngươi lầm lạc đi vào. Thất tình bủa sống ba đào, nghiệt quan lục dục xô nhào biển mê. Mất báo vật chẳng hề hay biết, nay hồi đầu cương quyết tu hành. Xóa tan bả lợi mồi danh, chớ nên chen lấn cạnh tranh lộc quyền. Nền âm chất cần chiên bồi đắp, học đạo lần từ thấp lên cao. Noi đường chánh giáo bước mau, trong gai cố vẹt chớ sao lãng lòng. Tàn linh nói nhờ ông sư lão, trừ dùm điều bất hảo mỹ tà. Chủ nhân đứng dậy đi ra, cầm cây huệ kiếm che mà nhãn quan. Ánh sắc dục hoàn toàn chẳng thấy, nét thanh trong từ đáy lộ hình. Huệ tâm phản chiếu huỳnh đình, tận dùng bí pháp quay linh tức thì. Từ khẩu thiệt thị phi rủa chửi, cắt bớt phần chót lưỡi tà đi. Đem ngâm ao nước qua trì, để mà yểm trợ trong khi bắt cầu. Sang bồng đảo ngõ hầu hái thuốc, nấu linh đơn tạo cuộc sanh tồn. Định thần lòng khỏi bôn chôn, lỗ tai nhét lại dưỡng hồn an nhiên. Trở hơi thở qua miền Nam Thiện, lỗ mũi không còn nhiễm mùi trần. Cộng thêm thân ý tay chân, thảy đều lần lượt sửa dần thẳng ngay. Đem huệ kiếm hằng ngày tự vệ, nếu gặp ma lừa kế chém liền. Người tu chúng chẳng để yên, chớ nên tư vị chuốc phiền vào thân. Đức hoàng cực ăn cần khuyến dạy, lắng nghe ta giảng giải chân truyền. Nếu như muốn học tu tiên, lực điều đại học lược biên thế này. Thứ nhất đến trước thầy cầu nguyện, trụ niềm tin trao luyện tánh tâm. Thứ nhì tránh sự sai lầm, thứ ba gắn chí sưu tầm cơ thiên. Thứ tư phải kiền thiền mộ đạo, gìn quy điều chánh giáo uy nghiêm. Bảo tồn bản chất thanh liêm, quát khai củ khiếu trước thềm tam quan. Thứ năm luyện châu toàn văn võ, có đại hùng phải có đại bi. Thu gồm lưỡng quả bất di, nấu đơn chế thuốc luyện thì trường sanh. Thứ sáu nhập định hành đúng chỗ, pháp chuyên lưng long hổ quy xà. Đọt cơ màu nhiệm sâu xa, quán thâu thiên địa hiệp hòa càng khôn. Thứ bảy luyện dưỡng hồn phế phách. Thứ tám khơi nguồn mạch huống duyên. Đúng giờ thập nhị khai thiên, âm dương kết tụ đơn điền thoát mê. Thứ chín luyện tam quê tụ đảnh, phương thứ mười nhập cảnh hư vô. Diệt xong tư tưởng mơ hồ, lọc lừa thanh chất thu vô đủ đầy. Sẽ chứng quả nương mây cởi hạt, về Tây Phan giải thoát trần duyên. Không còn sầu khổ u phiền, ngự ngôi cụ phẩm Phật tiên tội lòng. Nghe Thích Chí thảy đồng tất cả, tàn linh căn vội vã cùng quỳ. Cầu xin sư lão từ bi, giảm điều thệ nguyện rõ thì bạch minh. Chủ nhân nói niềm tin danh dự, khởi đầu tiên bất cứ chuyện gì. Dùng lời thệ nguyện khắc ghi, rằng mình chẳng dám lỗi nghì đổi thay. Ngoài nhân thế lòng hai dạ một, phải dùng phương cùng tột diệu quyền. Thu hồi ý mã tâm viên, mượn câu minh thệ dẹp yên tâm trần. Mới ngộ đạo ân cần sốt sắng, sao thời gian lòng chẳng giữ bền.
chân truyền giáo lý đà quên, vô chung hổ thủy chẳng nên việc gì. Trong khi thọ giới thì khẩu khuyết, buổi ban sơ chí quyết tuân khâm, nhưng rồi chỉ một đôi năm, gặp cơn khảo đảo khổ tâm nản lòng. Thầy chẳng tưởng đạo không còn giữ, quay bước theo thế sự nhân tình, làm điều bất chánh vô minh, giết người cướp của chẳng gìn nghĩa nhân. Sai tủ khí dẫm chân tội lỗi, đắm sắc tài lặn lội sông mê, tạo nên nghiệp quả nặng nề, xa vào địa ngục khó bề thoát ra. Bởi cái ấy nên nhà Phật dạy, buộc người tu cần phải thệ nguyện, mới là được thọ pháp truyền, giữ câu hồng thệ nhẫn kiên tu hành. Phật tiên trước gương lành tạc để, khắp năm châu bốn bể tôn thờ, gẫm ra các đấng cũng nhờ, trọng lời thệ nguyện sang bờ vĩnh sanh. Di Đà Phật lo nhanh xúc tiến, giúp tàn linh phát nguyện tu hành. Đức Ngài Hoàng Cực Chủ Nhân tiếp phần thuyết giáo lý chơn tam kỳ. Điều thứ nhất là quy y Phật, phát nguyện không vướng tật tà gian, tồn tâm trụ tánh hoàn toàn, từ bi rộng mở nôi đàn từ bi. Thứ nhì gọi là quy y pháp, luyện hậu thiên phù hợp tiên thiên, tứ thời nhập định tham thiền, đọt cơ màu nhiệm đọt quyền cao siêu. Thứ ba học lực điều hằng bữa, quy y tăng trao sửa tánh tình, xứng danh môn đệ sư minh, việc làm giữ mực công bình chánh chơn. Tinh thần khí luyện quần tam bủ, chí thanh cao hấp thụ ý thân, dòi mài nguyên chất rạng ngần, nhãn quan soi thấu giả chân chánh tà. Ngũ giới cấm Phật Đà truyền dạy, thứ nhất điều khuyên giải hiền ngoan, nhân là chẳng giết hồn quan, tùng câu thiên lý bảo tồn quá sanh. Thứ nhì bậc tu hành luyện tập, diệt tâm phàm trộm cắp gian manh, nghĩa là giữ phận cao thanh, đừng tham của thế chớ tranh sự đời. Thứ ba gắn rèn thời hạnh đức, lòng chánh chơn nhất mực không dời, lễ là kính Phật thờ trời, tà dâm xa lánh ở đời thi ân. Thứ tư học đạo cần suy nghiệm, muốn tầm tiên chớ nhiễm mùi trần, trí là dưỡng tánh tu thân, đừng mê rượu thịt hao thần tổn tinh. Thứ năm luật nghiêm minh phải giữ, đắc chân truyền phụng sự vạn linh, tính là lời hứa trọn dình, xảo ngôn chừa bỏ khỏi sinh mất lòng. Kiểm điểm xét ngoài trong thật kỹ, kiểm công bình chẳng vị ý riêng, nếu còn một chút xéo xiên, mượn oai linh Phật tự nhiên diệt trừ. Chớ dễ giải trí ư phạm lỗi, hại căn sanh lắm nổi trưng chiên, uổng công tạo tác phước duyên, sơ tâm giây phút quan khiên vướng vào. Người học đạo muốn mau tấn quá, dẹp tình riêng quên cả thân sanh, tâm điền gieo những giống lành, mới mong diện kiến cảnh thanh ngọc đình. Thọ ngũ giới răng mình lập hạnh, tùng tam quy khiêu ánh huệ đăng, lánh vòng cương tỏ trói trăng, trần nhơ cõi bỏ phi thăng thiên đường. Nghe thuyết giáo trí dường mở ngõ, tàn linh căn nguyện thọ lý chơn, trọn đời lo trưởng phước đơn, dù thân khổ não đòi cơn chẳng sờn. Hoàng Cực Bảo chân nhân ngộ đạo, vào lấy giùm tám báo trong thoàn, với cùng túi vạn thiên nan, đem ra trao lại cho toàn linh căn. Tàn linh tánh bằng lòng hớn hở, mừng báo xưa đã trở về tay, là điều hữu hạnh lắm thay, của ai nấy nhận đeo ngay vào mình. Đồng bái tạ sư minh Hoàng Cực, cùng chân nhân bổ đức từ bi, chân nhân bảo dẹp chuyện ni, bình tâm tỉnh trí nghe thì lời đây. Thời trước ít được thầy truyền giáo, ai được truyền đắc đạo dễ dàng, vì người xưa hạnh đoan trang, bước vào tu niệm hoàn toàn đắc ngay. Người hiện tại đời nay gian xảo, thọ giáo rồi phải khảo thử lòng, các ngươi có sợ khảo không? Tàn linh nhất trí hiệp đồng nói nhanh,
Muốn học đạo cam đành chịu đựng, thử thách nhiều trụ vững niềm tin, để rồi tự lập chí mình, khổ lao nhẫn nại luyện hình kim thân. Nhờ sư lão giải phân chánh lý, chỉ chúng tôi lập chí kiên trì. Chủ nhân bèn nói vậy thì, các ngươi quay hướng đồng quỳ nghe ta. Giảng yếu lý đặng mà tìm hiểu, tàn linh căn riêu ríu ra quỳ, cúi đầu và chắp hai tay. Như măng gặp tiết xưng lai mọc đầy, hoàng cực diễn ra đây khẩu khuyết, đạo vô di bất diệt siêu hình. Chẳng dùng sắc tướng âm thanh, dụng người chân thật sách kinh sưu tầm. Thành tiên Phật do tâm tỏ ngộ, lòng tin anh như bộ bạch y. Thiên liêng các đấng hộ trì, chở che hội chót khỏi thì phong ba. Đức hoàng cực đúng là thánh triết, lời thuyết minh bất tuyệt thao thao. Cỏ cây hớn hở phô màu, trời trong đất sáng vườn đào tỏ hương. Tàn linh căn lòng vườn hoa nở, thịt xương đều cứng tở như đồng. Dồi dào sức lực vô song, chủ nhân tiếp giảng giải trong sơ đồ. Nguyên dương tổ hư vô tổ khí, coi tiên thiên thuần tí diệu quyền. Biến sanh âm khí hậu thiên, tứ thời vô thủy khai nguyên lập đời. Phật tiên thánh lắm lời khuyên dạy, loài người nay phá mái càng khôn. Phạm quai lĩnh đấng chí tôn, luật điều chẳng vị linh hồn đỏ siêu. Sanh chẳng biết do đâu hồn có, tử vong rồi hồn nó đi đâu. Không ai kiếm hiểu cơ màu, tâm mê trí muội cố thâu lọc tài. Sống chẳng hiểu vị lai quá khứ, chết rồi hồn đáo xứ âm tàu. Bị giam vào ngục kiếm đau, phanh gan mổ ruột xiết bao khổ hình. Đức Phật mẫu thương tình con dạy, xin chí tôn hà hải thứ tha. Khai cơ phổ độ kỳ ba, rung chuông đánh thức Nam Kha tỉnh lần. Chính sáu ức nguyên nhân đọ lạc, biết ăn năn muốn thoát sầu bi. Sẽ ban cho bộ bạch y, diệt lòng ích kỷ tách ly tâm phàm. Mỗi người phải lo làm nhiệm vụ, khối âm công bòn đủ 3000. 800 quả giác ướm vàng, hái xong để chứa kho tàng thiện duyên. Nguyên thần vượt khỏi miền nhơ trượt, có thiên thơ tiếp rước quy hồi. Xét xem công quả đủ rồi, hồng ân ban thưởng vị ngôi tiền hiền. Đạo tuần lực thiên nhiên vận chuyển, thể pháp dùng dĩ quyển độ chân. Cầu mong củ nhị nguyên nhân, phế đời hành đạo đáp ơn cao dày. Chủ nhân giảng giải bài nguồn cội, tàn linh căn tỏ nổi mừng lòng. Chúng tôi mai gặp lão ông, đưa đường dẫn lối lưới hồng thoát ra. Thương cha mẹ ông bà cô bác, còn tầm lưng đọ lạc diêm vương. Chúng tôi luống những tư lương, cầu xin sư lão chỉ phương độ hồn. Hoàng cực nói chí tôn ban lệnh, ai dình lòng hiếu kỉnh chẳng hoa. Xả thân hành đạo đến già, mẹ cha quyến thuộc ông bà đặng siêu. Kẻ còn sống hộ diều vào đạo, dắt minh tâm thông thạo chân truyền. Những người thác xuống cổ tuyền, có ngài địa tạng đủ quyền độ thăng. Các ngươi chớ băn khoăn lo nghĩ, gắn bồi công lập vị cho mình. Ngày kia về cõi hư linh, dự long quê hội thăm tình gặp nhau. Tàn linh tánh xiết bao mừng rỡ, nguyện ân thâm muôn thở khắc ghi. Chủ nhân từ giả ra đi, lên thuyền sứ mệnh thực thi bôn hành. Linh căn nhớ đành đành lời lẽ, đức chủ nhân căn kẻ giải bài. Gọi mình sạch bợn trần ai, tứ thời lễ bái hăng sai tham thiền. Rèn đức tính cần chuyên sớm tối, chí thanh cao bủ bối mong lòng. Biểu dương nhân nghĩa đại đồng, thương yêu mạch cảm khơi vòng vị tha. Pháp màu nhiệm hiện ra ngôi tháp, nhất là kim bổ tháp trên cao.
hào quang lấp lánh như sao, mùi hương phượng phất ngạt ngào chung quanh. Nhì ngân tháp liên xanh chặn giữa, ánh hào quang chiếu tựa pha lê. Người phàm trông thấy say mê, thánh thần diện kiến khỏi chê điểm nào. Tam thổ pháp phô màu hắc ám, trượt quê sông hôi hám lạ lùng. Đứng gần khó chịu vô cùng, nguyên căn chẳng thích quy tùng vào đây. Rong rêu bám chen đầy cây cỏ, ẩm thấp và chẳng có chỗ ngồi. Tàn linh hội ý nhau rồi, lên kim ngân tháp tự bồi tịnh công. Dù nam nữ vẫn không phân biệt, trẻ cùng già ráo riết dồi mài. Tháp cao thân lại trơn thai, đôi phen tuột xuống trèo quầy trở lên. Già kiển chí trẻ bền nhẫn nại, phần ít còn tồn tại đấy thôi. Trên kim ngân tháp cao ngôi, thông dong sớm tối tài bồi thiên duyên. Đa số kẻ không kiên nhẫn chí, pháp nhiệm hành chẳng ý sưu tầm. Chày ngày mệt mỏi nản tâm, buông rơi xuống thổ tháp nằm khỏe thân. Trước chẳng đắp nền nhân vững chắc, nay thang mây trèo ắt gặp gờn. Bền lòng mọi sự đều nên, minh tâm kiến tánh vượt lên mấy hồi. Hai ba bữa trước ngồi chặt nứt, mỗi người đều tích cực tham thiền. Trên kim ngân tháp bình yên, tinh thần trụ vững có thêm vén rèm. Tập đôi mắt không xem thế sự, miệng đọc kinh vô tự chẳng ngừng. Ẩn mình trong động trung sưng, luyện kim thân đắc cổ tùng hiện ra. Cõi phúc trổ đầy hoa tín ngưỡng, linh căn tư tưởng tinh anh. Lý chơn thấu đáo ngọn ngành, trời trong đất sáng mây lành bủa văn. Ngọc cửu khúc luyện bằng hoa vỏ, sắc nhuận hồng mở ngõ quang minh. Biết nơi công dụng điểm linh, xuất hồn khỏi xác đặng nhìn trời cao. Ngắm vũ trụ dồi dào sanh khí, khám phá cơ quyền bí xem sao. Lưỡi tà thầy cắt hôm nào, đã đem ngâm nước trong ao qua trì. Nay mình thử thực thi thí nghiệm, bắt nhịp cầu giáo niệm đại đồng. Trầm ra hai chữ sắc không, kiên nguồn thanh thủy vào trong ao trì. Cầu vững chắc để đi bằng thẳng, linh căn mừng việc đặng thành công. Quyết khiêu tỏ ánh đuốc hồng, dẫn đoàn hậu tấn tách vòng tử sanh. Cam lồ nước tinh anh dịu mát, trút xuống từng dòng thác lưu trường. Chuyển ra tứ cửa đại dương, ba nhà sư hiệp diều đường căn nguyên. Xưa thầy dụng pháp tiên thi thố, đem đức tin trấn chỗ huỳnh đình. Hào quang tỏ sáng chiếu minh, trợ người tu đọt quyền linh thập phần. Văn hóa dưỡng não cân đầy đủ, võ quả hồng lục phủ ẩn nương. Giúp cho ngũ tạng tráng cường, ngõ hầu tiến bước trên đường siêu nhân. Lập chí cả tánh phần tranh chấp, tàn linh căn thâu thập nhiệm màu. Long ngân hổ tú pháp thâu, biển lòng yên lặng minh châu hiện tiền. Thước ba phẩm cần chuyên luyện chính, xá lợi thành đắc lệnh thiên thơ. Bản vàng phướng báo sẵn chờ, tiếp nghinh chân tánh sao bờ tiên bang. Kinh ngọc lộ kim bàn hai quyển, đưa xuống trần phổ biến ít người. Đạo khai tà khởi gấp mười, dưỡng tu nản chí dễ ngươi khó thành. Người chọn hướng cao thanh cần nhất, gắn lập công bồi đức cho nhiều. Cầu xin đọt pháp cao siêu, quan gia nghiệp chướng trừ tinh an bề. Ngưng thiết pháp luận về ma nhỏ, nhướng mắt ta thấy rõ thiên đình. Ngọc hoàng khiêu đuốc chí linh, soi đường cũ nhị bôn trình hồi quê. Nhân ma nhỏ ủ ê lo ngại, ngồi băn khoăn đứng lại chẳng an. Thần phi phách tán bàng hoàng, sợ mình bại thất ngổn ngang mối sầu. Liền đi thỉnh ma đầu tụ kế, xin dời nơi khác để ẩn thân. Đại ma dạy quả si sân, kề tai dạy bảo mưu thần gian hoa.
Như vậy nhé, khá toan ghi nhớ, chuyện ngàn năm một thuở đấy thôi. Tiểu ma cười nói liên hồi, đại dương đa kế chúng tôi phục tài. Trước ma lớn cậy tay ma nhỏ, kỳ hợp đồng tánh ngõ thế cô. Tiểu ma sắp nhập trận đồ, cầu xin ma lớn mưu mô chỉ bài. Xưa ma nhỏ kế hay nói lớn, giúp đại ma thẳng trớn xuông đường. Bây giờ ma nhỏ nan đường, cậy nhờ ma lớn toan phương nói thầm. Tiểu ma lãnh kế thăm bương bả, dạo khắp nơi khuấy khóa tàn linh. Rất nhiều chướng ngại bực mình, dập dồn thảm não kiếp sinh tơi bời. Biên luận đạo gẫm thời quá dễ, mối quan khiên giải thể khó thay. Nhắc người học đạo đừng sai, con đường chánh thiện nhắm ngay tiến hành. Đồng môn chớ sự sanh tranh chấp, hiệp nhất tâm sát thập tam ma. Đừng nên vị nể dung tha, thất tình lục dục rất là hiểm nguy. Cũ nhị ít từ khi ngộ đạo, chí siêu tầm thánh giáo tường tri. Tôn dình ngũ giới tam quy, mùi trần chẳng nhiễm thực thi tâm hòa. Vì nghiệp chướng quan gia lưu ký, gẫm từ thời nguyên thủy đến nay. Sát sanh hại vật luôn tai, nào là lúa mượn bạc vai ngập đầu. Chẳng chịu trả cố thâu lợi lộc, đầy túi tham ai khóc mặt ai. Vô tâm nợ thế vai hoài, khắc khe tôi tớ trổ tài hiểm nham. Lòng ích kỷ tham lam vô tận, chẳng thương người cơ cẩn bần hàn. Ăn to xài lớn phí quan, thất thời phá khuấy xóm làng suy vi. Nhập đạo tạc lương tri đánh mắt, hại người hiền giờ giật kiếp sinh. Phi nhân dục lợi riêng mình, gieo bao tan tóc bất bình thế gian. Không một thứ hằng ngăn tội lỗi, quên hẳn rồi nguồn cội bồng vinh. Liễu hồn trong giấc mộng quỳnh, như người mù quáng hành trình giữa đêm. Nào chửi rủa gây thêm ác khẩu, quan trái kia kết cấu nghiệp này. Nợ nần triền kiếp giờ đây, tàn linh tỉnh thức trở xoay bước đường. Toan hứng giật nhành dương gọi rửa, sạch thân tâm vào cửa từ bi. Phát lời thệ nguyện quy y, thiên liêng các đấng chứng tri lòng thành. Sới cầu đạo ghi danh rành rẽ, vị công tàu lanh lẹ tấu trình. Chí tôn kiểm xét bạch minh, truyền sai thiên sứ Diêm Đình đáo lai. Đem sắc chỉ trao ngay địa tạng, và thập dương trưởng quản âm ti. Khá xem quấn lệnh hành y, người nào thọ giáo tam kỳ bôi tên. Vì họ quyết tìm lên thượng giới, không bao giờ trở lại Diêm La. Thập dương địa tạng nghe qua, tuân hành quấn lệnh rất là nghiêm minh. Đòi các đẳng chân linh trái chủ, tua khá mau quy tụ môn quan. Giữ gìn trật tự nghiêm trang, nữ nam phân biệt sắp hàng hai bên. Luật nhân quả ơn đền nợ trả, thông báo cho tất cả ma quan. Lắng nghe tôn lệnh Ngọc Hoàng, chỉ truyền âm cảnh bôi toàn họ tên. Những người tiến bước lên chánh giác, tầm cơ màu giải thoát chân thần. Họ còn dính líu nợ nần, các ngươi lên cõi dương trần đòi đi. Ma quan luống sầu bi than thở, người cố tình trốn nợ quan gia. Đi tu có đức Di Đà, Như Lai Phật Tổ hộ mà bản thân. Làm sao dám đến gần đòi nợ, biết nhờ ai hỗ trợ hành trình. Cho tinh thần khỏi hải kinh, sợ vì các đấng vô hình quay linh. Cầu giáo chủ U Minh Hà Hải, cầu thập vương lẽ phải chỉ truyền. Cách nào đòi đặng tiền khiên, cho tâm hồn bớt hận phiền phôi pha. Thăm ân quý vương gia trọng đại, chúng tôi nguyện mãi mãi ghi tâm. Thập dương giáo chủ trầm ngâm, phán rằng định lực cung âm công bình. Dù quyền thuộc thâm tình mật thiết, không thế nào giúp việc tư riêng.
Việc này quan hệ lụy liên, góp tay phá đạo lực thiên bất tùng. Đôi bên phải đồng chung lãnh tội, tự các ngươi tầm lối mà đi. Lên miền thế tục trần si, khảo đòi lôi họ rớt thì trả cho. Nếu họ thắng lần dò nẻo chánh, đắc siêu phàm nhập cảnh bồng lai, các ngươi trở xuống diêm đài, thập dương cấp giấy đầu thai trần hoàng. Không được phép kêu than khiếu nại, tại các ngươi thua bại thì thôi. Ma quan nghe lệnh hỏi ôi, bái chào thập chúa bồi hồi ra đi. Lòng luống những sầu bi áo não, vì kẻ thù thọ giáo tiên gia. Cõi trần vạn sự lắm xa, vẫn luôn có Đức Di Đà hộ thân. Nên không dám đến gần đòi nợ, ma nghiệt quan than thở đêm ngày. Tình cờ đem đến dịp mai, gặp đàn ma nhỏ tay sai ma đầu. Hiệp đồng bọn ngõ hầu khuấy khóa, chịu ẩn vào lòng dạ linh căn. Diễn nên lắm chuyện lố lăng, khiến lời lỗ mãn cọc cằn thốt ra. Phạm luật đạo thì là bị rớt, ai muốn cho nhẹ bớt tiền khiên. Sớm khuya lập chí nhân hiền, ăn chay nói thật nhẫn kiên tu hành. Lòng từ ái phóng sanh loài vật, ấn tống nhiều kinh Phật phổ truyền. Giúp đời thấu đáo căn nguyên, tầm cơ giải thoát khỏi miền trầm luân. Hoặc thấy kẻ làm than đói lạnh, chạnh lòng nhân tặng mảnh tàn y. Tợ người lâm cảnh khốn nguy, chia cơm xẻ áo đỡ khi ngặt nghèo. Đem giống thiện rải gieo cùng khắp, việc nghĩa nhân tới tấp thi hành. Quyết không dục lợi cầu danh, hạ mình độ thế chẳng đành hãnh kêu. Lo lập đức trừ tiêu nghiệp chướng, kẻ muội mê ít dưỡng phước lành. Tham mùi vật chất giật dành, làm điều tà dại sự sanh lỗi lầm. Tạo những chuyện quái quâm bất nghĩa, vô tình xem thiên đạo như không. Gặp cơn thử thách não nồng, lôi đình nổi dậy trở lòng hung qua. Phong sự lại mưu toan phản đạo, phạm tà dâm gian xảo trổ tài. Chẳng còn giữ giới tứ trai, say mê thực nhục miệt mài sát sanh. Đường địa ngục tranh ranh chen lấn, cửa A Tỳ thọ nhận cực hình. Chủ nhân thương xót tàn linh, tâm thần ngơ ngẩn trí minh bàng hoàng. Vội thỉnh vị linh quan hiệp sức, dùng kim tiên trợ lực thành công. Mượn thâu pháp báo vô song, là cây bổ trữ của ông Di Đà. Sát ngũ tướng song pha thừa kế, vị chủ nhân quay vệ hiên an. Tảo trừ bè lũ ma quan, chẳng qua cốc đạo dẹp màn đêm đen. Đức Hoàng cực một phen giải cứu, chúng tàn linh tề tụ đồng thề. Vào chùa đại đạo quy y, vung bồi cõi phúc xá gì khó khăn. Nợ quả nghiệp linh căn tạo lấy, đã trải qua trót mấy mươi năm. Xuất ngôn hành động lỗi lầm, kể ra hận quán thù thâm chất chồng. Nay tỉnh ngộ bồi công lập đức, xả thân làm hết sức nhọc nhằn. Chí công tạo tác phước lành, thương người mến vật phóng sanh rất nhiều. Nhưng nghiệp chướng chưa tin đức hẳn, còn đeo đai dai dẳng khảo đời. Chủ nhân dạy bảo rẻ rồi, người tu thọ khổ hạnh soi để đời. Tạc truyền mảnh gương thời quý báu, trụ niềm tin cơ khảo giảm ngay. Ai còn vọng ngữ lầm sai, ma quân khuấy nhiễu phá hoài chẳng thôi. Nói về đám yêu tôi ma nhỏ, bị chân nhân chặn ngõ bế môn. Đánh cho một trận kinh hồn, rã tan hàng ngũ tẩu bôn viễn trình. Tìm tán đổm sự tình tấu rỗi, cuộc biến thiên quá đổi bất ngờ. Ma đầu nghe báo ngẩn ngơ, dậm chân vỗ trán kiến cơ mị tà. Giai mặt hướng đông qua thế giới, chửi văn quơ chẳng gợi danh ai. Chửi luôn suốt cả mấy ngày, cho lòng bớt tức mới bày kế sau. Lũ bộ hạ chật chầu túc trực, tán đổm đem pháp thuật tinh thông. Hai tuần tiền dạy cố công, ma quân biến hóa vô song thảo nhuần.
Cù Tán Đổm vui mừng tràn ngập Đà La Sơn, thiết lập một tòa lâu đài chấn chở nguy hoa, thường xuyên mỗi sáng tụ ra đông đầy. Hội ý kiến nơi đây bàn tán, bại trận to chẳng nản trí bền. Ma đầu chỉnh trễ ngồi trên, ma quân bày bán hai bên chật chầu. Giữa núi có hang sâu lớn rộng, ẩn nơi trong nhiều giống tinh ma. Hồ ly, chuột ếch, mãng xà, tu lâu biết biến hóa ra hình người. Đạo ngắm cảnh xinh tươi buổi sớm. Chuột thấy Cù Tán Đổm trong tòa, thế là cả bọn tinh ma tưởng thiên thần giáng bôn ba bước vào, quỳ thủ lễ bái chào ra mắt. Xin đại vương phẩm sắc ban cho, chúng tôi nguyện sẽ chăm lo, phụng hành trách nhiệm cam go chẳng phiền. Tán Đổm nghĩ mai duyên hữu phúc, chấp cánh vi trong lúc tối cần, thêm nhiều bộ hạ tay chân, thế là sẽ đạt thắng phần về ta. Tán Đổm nói với ma tinh quái, muốn theo ta thì phải tỏ bài. Long quê trưởng giáo là ai, tường trình ta sẽ ban rầy phước đơn. Tinh quái nói chủ nhân hoàng cực, cùng chân nhân hiệp lực gia tăng. Diều đường cũ nhị nguyên căn, mở long qua hội nguyên thăng thiên đình. Cù Tán Đổm giật mình lính quýnh, hỏi người đời thường kính thờ ai. Nhóm ma tinh quái trình bày, địa phương mỗi chỗ thờ rầy khác nhau, sự tín ngưỡng đồng bào riêng ý. Nơi thì thờ kính vị hắc thần, chỗ thì thờ vị long thần, nơi thì trọng kính trọn phần võ vương. Nhờ quan thánh biểu dương trung tín, người học nho sướng vịnh phú thơ. Văn tuyên khổng thánh tôn thờ, những người làm ruộng kính thờ thần nông. Người công nghiệp thờ ông nghiệp tổ, thương mãi thờ đúng chỗ thần tài. Riêng nền đại đạo hoằng khai, thờ bà kim mẫu cao đài tá danh. Thờ thượng đế tam thanh lòa ánh, thờ bát tiên thất thánh Thích Ca. Tổ sư thái thượng Phật Bà, phải đâu một thứ kể ra hàng ngàn. Cù Tán Đổm cười vang ngất ngưỡng, nếu các ngươi biến tướng giỏi tài, nhìn theo thần tượng bổn lai, giả hình giống tạc ta rầy thưởng ban. Nhóm ma nhỏ với đàn tinh quái đồng bước ra lễ bái phân tàn. Chúng tôi sẽ biến vô vàng, ma đầu bảo hãy diễn tràng biến ngay. Đứa biến Phật Như Lai lão tử, đứa giả hình tổ lữ tinh vi, đứa làm kim mẫu diêu trì, muôn nghìn tiên Phật quay nghi niết bàn. Quá luồng điện hào quang chiếu sáng, tỏ khí dương bảo quản thanh tâm. Giả hình các đấng siêu nhân, không phân một nét khó phân chánh tà. Kế quỷ quái tuôn ra ào ạt, phép tinh ma tạo tác tai ương. Long quê giả lập hội trường, đưa tàn linh đến tận đường tối tăm. Tán Đổm sắp mưu ngầm ráo riết, triệu năm ma rõ biết cơ thiên. Giao cho trách nhiệm hiện tiền, gặp tàn linh tánh hồi nguyên chặn đường. Tạo mọi cách xua tan tín ngưỡng, màn dị đoan bành trướng tứ phan. Dục lòng chúng nó ngổ ngang, bất tùng chánh giáo bạc vàng đắm say. Nhiễm trần cấu tương lai gầy dựng, mê đỉnh chung quên lẫn chân linh. Các ngươi thu hút đức tin, khiến xuôi chúng nó dạ sinh bưởi bồng. Kéo lũ lượt vào vòng hỗn độn, chúng hết mong phản bổn hồi nguyên. Năm ma lãnh lệnh đi liền, cố dùng đủ trước tà quyền thực thi. Khảo những kẻ tùng quy đại đạo, chẳng sưu tầm chánh giáo học hành. Tâm tư vọng tưởng lợi danh, sai mùi vật chất trở thành muội mê. Đâu còn biết đường về quê cũ, điểm chân linh hấp thụ thối đời. Thả theo dòng tục lưng vơi, mặc cho số kiếp đổi dời rủi mai. Nghe kinh sách phô bài đường lối, rằng cõi trời mở hội long quê. Chờ người đắc đạo trở về, yến viên dọn sẵn bộn bề thưởng ban. Kẻ tham vọng mở màn mộng tưởng, lên cõi trời thụ hưởng tiên đào. Ma quân thấu rõ âm hao, tức
thì giả lập đài cao non bầm, giả Phật mẫu đầy lòng bác ái, giả Quan Âm Nam Hải Như Lai, giả hình Quan Thánh Linh Quai, giả ông lão tổ phép tài cao siêu, giả ân xá cho nhiều chân tánh, giả thiền môn phô cảnh sòng nâu, nguyên căn lầm kế độc sâu, đem hồn ký gửi ma đầu hại thai, ham linh thính chê bai thần thánh, theo mỹ tà thảm cảnh liên hồi, đời tàn dồn dập khổ ôi, sơn băng thủy kiệt ôi thôi hải hùng, cuộc biến chuyển vô cùng rợn ốc, kẻ si mê kêu khóc giật giờ, đậu tinh nhật nguyệt lưu mờ, âm quang trượt khí chực hờ thổi ra, ma vương dụng toàn là độc chất, diệt khách trần cảnh vật tiêu điều, lửa trời hừng hực đốt thiêu, trẻ già trai gái thảy đều tử vong, kẻ bạo ác máu hồng cuộn chảy, thay chất chồng như giải trường sơn, tội gây thánh khóc thần hờn, đáo đầu phải thọ lãnh cơn phạt hình, kẻ mộ đạo thánh kinh tìm hiểu, lòng không còn bậm bụi trần si, noi gương các đấng từ bi, Di Đà Phật Tổ hộ trì an thân, mái tạo hóa xoay vòng từng tự, luật thiên điều chẳng xử hiếp ai, thiện nhân hưởng cảnh nhàn lai, hung hăng bạo ác quả tai dập dồn, cơ màu nhiệm càng khôn tùng lệnh, đấng tạo đoan dĩ định chẳng lầm, đúng 36.000 năm, địa cầu 68 nổ ầm vỡ tan, cả nhân vật hoàn toàn tiêu diệt, Phật thánh tiên rõ biết cơ thiên, khuyên đời cải giữ về hiền, bảo tồn nguyên chất an nhiên vĩnh tường, diễn dịch đúng từ chương bổn chánh, nào dám tùng phàm tánh nói rằng, luật điều cổ Phật cấm răng, phạm lời vọng ngữ tội căn chẳng hèn, tiếc đòi phen giáng thế, vì thương đời tồi tệ u mê, tạo gây quả nghiệp nặng nề, nợ nần vai trả chẳng hề rảnh rang, khiêu đức huệ soi đường tấn hóa, diều linh căn bương bả quy hồi, trải qua mấy chục năm rồi, chỉ tồn thiểu số đắp bồi nền nhân, Phật tiên thánh lắm dần đổ lị, mau độ nhân thất chí quay về, trần gian kiếp nạn hầu kề, dù thương để dạ chẳng hề đáo lai, bởi nhân thế lòng hai dạ một, buổi hạ nguyên cùng tột khổ sầu, yêu tinh hợp với ma đầu, thừa cơ các đấng về chầu chí linh, toan lậm giả biến hình thần thánh, đi từng du khắp cảnh phù sinh, xưng hô là đấng cứu tinh, giáng linh độ rỗi quần linh thoát phàm, khiến các tộc mê ham tin tưởng, chẳng biệt phân hình tướng giả chân, đắm trần vướng quả vào thân, cầu xin các đấng thánh thần cứu nguy, Phật tiên giả dùng thì tà thuật, phô hiển linh phương thức gạt đời, lắm người mê tín đồng thời, xúm nhau bái phục ngỏ lời ngợi khen, Phật tiên giả một phen đắc thế, hại tàn linh không thế đo lường, chia nhau xé xác nhai xương, hành hung thủ đoạn biến phương khác liền, giả linh tánh trường tiên thi đậu, lên diêm cung trình tấu mẫu hoàng, cầu xin hồng phúc bố ban, yêu ma tinh quái tràn lan lộng hành, đức hoàng cực thất thanh lo ngại, mời chân nhân cả thảy thánh thần, cùng chư tiên Phật ân cần, dùng cây huệ kiếm báo trân rạng ngời, tìm yêu quái ẩn nơi trần cấu, trải mấy mươi trận đấu hải hùng, ma quân lực tận thế cùng, chân nhân trảm sát rụi tùng tinh ma, bầu trời đất chói lòa như trước, cảnh hoàng hôn lần lượt vén màn, Phật tiên thần thánh hân hoan, mừng vì giải cứu đặng toàn nguyên nhân, cù tán đổm một thân giờ vật, đám tai sai tiêu mất hết rồi, đường trần lê bước đơn coi, liều mình tử chiến mấy hồi chủ nhân, phép triệt giáo khó hơn xiển giáo, kẻ hung hăng bất hảo vô nghì, làm sao thắng đức từ bi, bấy giờ tán đổm bại si ngậm hờn,
đào tẩu chốn sơn lâm hùng nhĩ. Đức chủ nhân hiểu ý ma đầu, thế là tận dụng phép màu, chặn đường tán đổm tóm thâu phép tài. Xuyên ngân quả chân tay trói lại, kẻ xa cơ khó giải cho ra. Biểu dương phép thuật chánh tà, đáo đầu thiện ác nai đà phân minh. Vần nhật nguyệt đậu tinh chiếu sáng, cả bầu trời quang đãng thanh trong. Qua cơn bão tố cuồng phong, nguyên căn thoát nạn thảy đồng vui thai. Đảm trọng trách đức ngài hoàng cực, đưa 96 ức tàn linh hồi quy cảnh cũ an bình, lập thành bộ sổ tấu trình nghiệp công. Đại từ phụ ân hồng phán xét, đức mẫu hoàng lộ nét hân hoan. Tội cù tán đổm dãy tràn, kiêu căng phản nghịch thiên đàng khó tha. Thượng đế phán Di Đà phụng mệnh, cùng linh quan lãnh lệnh tiến hành. Hung thần tạo nghiệp chẳng lành, đánh 3000 trượng mới đành tội sâu. Quả bùa giáng đỉnh đầu sói thượng, thì hết mong biến tướng tác quay. Đại hùng lực sĩ ra tay, đem cù tán đổm vùi ngay thủy triều. Dùng tảng đá yêu triêu ép lại, ngàn vạn thu nan giải thoát thân. Yêu tinh ăn thịt nguyên nhân, đem ra trị tội một lần đồng chung. Ngũ chi hiệp trung dung chấn chỉnh, đức háo sanh dĩ định an bài. Long quê thiết lập hôm nay, do tòa tam giáo triển khai hội kỳ. Dở sổ bộ xét tri công quả, ban phúc hồng ân xá tàn linh. Những người khử ám hồi minh, ngộ thời nhất kiếp gọi mình sạch trong. Lo nhân đạo lòng không sao lãng, gìn thủy chung với bạn đồng sanh. Làm con hết dạ kính thành, trọng cha kính mẹ em anh thuận hòa. Được dự hội nghe tòa tam giáo, phán xét người thiện hảo ban cho. Sống đời thánh đức ấm no, cơm ăn áo mặc khỏi lo bận lòng. Rảnh tâm trí gia công tu tạo, tam lập tròn phục đáo niết bàn. Những người đảng tử hung quang, bội thiên nghịch địa hướng đàn lợi danh. Mê thật nhục sát sanh hại vật, sinh sứ nhiều chứng tật hư thân. Tấm sai quyển cảnh lục trần, vong ân bất nghĩa phi nhân tội đầy. Đỏ địa ngục từ đây mãi tới, thất ức niên đạo mới khai môn. Thảm thai các đẳng chơn hồn, trở thành bùn đất khó tồn nguyên căn. Luật thưởng phạt công bằng chánh lý, tam giáo tòa chẳng vị riêng tình. Những người trí thức quang minh, tu chân giữ vững đức tin lập trường. Phổi danh lợi Phật đường ẩn bóng, tầm cơ màu giải mộng trần ai. Phong ngôi thượng phẩm liên đài, thông dông tự tội thoát ngoài tử sanh. Người hiền đức lập danh quân tử, dù nữ nam biết giữ năm diền. Nghĩa nhân cư xử vẹn tuyền, phong ngôi trung phẩm đài liên chói lò. Người lương thiện thật thà chân chất, lòng vẫn luôn kính Phật thờ trời. Không làm những việc trái đời, tạc gương trong sáng để thời hậu lai. Ngôi hạ phẩm liên đài an ngự, khỏi tái lai đến xứ dương trần. Sớm xem nước trí non nhân, trưa nhìn rượu thấm thi thầm vui say. Tiên hoàng cực quằn vai sứ mệnh, cùng chân nhân lãnh lệnh mẫu nghi. Kim bàn ngọc lộ mang đi, hiệp cùng ngũ giáo độ thì nguyên căn. Đồng khiêu đuốc huệ đăng sáng tỏ, diều nhân sanh hướng ngõ môn thiền. Từ bi bác ái đủ quyền, ngôi xưa cổ phẩm trường niên hưởng nhàn.